sống luôn. Lấy máy phát đó. Lấy máy phát rồi. Trời. Chưa nốt xuống nó là mau. Chia đôi nha cả nhà. Làm con cá nha. Cá giòn quá, ngon quá. Mình mạnh tay cái đi. Vô rau lùa cả nhà ơi. Rau lùa. Ớt cái gì? Ừ. Được không? Cho em miếng cho em. Ở dưới đó đó. Lỡ tay. Lỡ tay. Có nữa à. Lỡ tay. Có ớt răng hương vị. Wow, nó là lỡ tay. Chiên miếng. Thôi. Này ăn quá nhiều rồi. Vậy mắm ớt. Cái này ăn ớt cơm. Hello, chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Lại là mình đây. Cả nhà ơi, chiều nay mấy cô cháu mình vô đồng kiếm mớ ốc bươu vàng á cả nhà. Bắt về cái mình nắng hả? Nắng quá chị. Bắt về cái mình kho, mình lấy ra. Mình kho khô quẹt. Nấu nồi cơm ăn với ốc kho khô quẹt nha, bầu luộc. Thôi mời cả nhà nha. Theo chân nem mình. Quá trời cá nấu luôn. Cua. Bắn không? Quá trời khá cả nhà, giờ mình làm phát thử coi. Ờ dính được. Dính còn. Hai cái lông con. Tép nè. Ủa? Quá. Dính đựng cá, đựng con. Vô. Cái này chiều gì kho. Kho ăn cơm là hết cơm nữa. Tép. Lại thui đó ra con chảy dưới rồi. Thử. Vô đây nè, vô đây bỏ nó lụm đá luôn nè. Cá mà bắt ta gì không chịu sao nổi. Cá này vừa mình chiên bột luôn cả nhà. Ơi cá chiên ngon. Ai mua cá luôn. Chết chết. Gì? Chết. Bên cá thì bán cá. Đó, lụm mình. Hai con. Vô. Dạ. Đã không? Đã hết. Một em. Bạch giá luôn. Bạch giá luôn hả? Đó. Rồi chạy đâu rồi? Đây đây đây, ngô đồng. Cắt cá lòng tông đi. Này cá bông kìa, chỗ đó nhấc chân. Cá, còn cá bự kìa thấy không? Cá căng phi. Rồi. Bắt tiêu. Nè. Đó kìa. Rồi chạy. Thấy cá. Trời ơi chuối nè. Trời ơi con cá nó bự nè. Bắt con cá đồng tông như đó kìa. Đồng tông. Nè ơi coi nó. Cái nem coi nó nổi đầu coi. Này là lòng tông bay nha cả nhà. Ủa? Lòng tông. À. Tép đâm. Đây cả nhà. Cái thao này con nha. Chơi đứng nào ha. Nè, cắm này coi. Trời nổi vô nhỏ đi. Còn phải góp ba. Bất cáo kêu sạch. Ổng xuống quậy xình không. Đây. Cái vỏ mà mình đổ ra được nhiêu rồi nha. Còn đây nữa nè. À, tìm cái rồi ăn đúng luôn. Nè. Bỏ đi, dính này nè. Chưa, từ để cân bằng nó lại. Được không? Còn thì ăn đổ thôi. Ở giờ có mới có trong vỏ rồi nha. Trời ơi, thao nữa. Nó bự rớt hoài rồi. Thao nữa. Anh nhảy. Đừng lỗ rồi, đừng lỗ đổ xương ra cái này. Nè, ông cầm đổ đi tôi dính vô. Ôi trời. Nhảy nhảy. Ủa. Rồi sàn đi. Quá trời cá nữa nè. Ôi trời. Nhảy nhảy. Bỏ vô khách đi trong gỗ rồi hả? Trong thao rồi hả? Quá ơi là cá. Rồi cá bự hả? Đâu có. Chết hả? Cá này là cá súc, nó nhỏ mà. Cá này. Cá mini. Mini. Con cá này là cá mình bắt tay. Bỏ vô bọc đi. Mấy em bự bự nè. Để thôi đi đi luôn á, nghĩ rằng. Nó nhảy cái đuổi đuổi. Đó. Lấy cái gỗ kia kìa đậy lại. Chào cả nhà. Cả nhà giờ thôi cháu mình bắt được nhiều cá rồi cả nhà. Nhiều lắm luôn á, giờ mình lựa cá nhỏ ra để mình chiên bột nha. Đây mình chuẩn bị miếng một mớ hành lá mình sắc nhuyễn nhuyễn ra rồi. Còn đây là hai cái trứng vịt mình đã đánh luôn rồi nha. Đó. Còn cái này là cá mình lựa cá nhỏ ra để mình chiên bột. Còn đây là hai bịch bột chiên giòn. Đây cho vô nồi luôn. Quá trời mũi rồi. Chủ nhà đầu tư cái quạt thôi chủ nhà. Chủ nhà giờ này chủ nhà xách nước đi tưới vườn rau ngàn tỷ ở nhà ơi. Đây nước này là nước sạch luôn nha, mình cho vô nọng mình đánh bột luôn nha cả nhà. Vừa thôi, cho nước vô vừa thôi. Nó thiếu nọng mình thêm nữa được. Chứ còn nó dừng cái là nó nhỏ nhẹt luôn á, thật ngon luôn á. Cho cá vô nha cả nhà. Rồi cá về mình làm rửa đồ mình nó coi nè. Đây cả nhà ơi, quá trời luôn. Ồ để ráo luôn nè. Chuyển vô quay đều. Quay đều. Bữa nay chỗ Tài làm đầu bếp luôn. Đây, có chín rồi cho nó béo. Nhìn mới hấp dẫn. Rồi đổ hành vô đi. Đó, giờ mình cho hành lá vô nha. Hành mình xắt nhuyễn rồi nha. Máy nào không tới vậy? Dạ. Tôm. Tí muối nha cả nhà. Một muỗng muối được rồi. Chết rồi, uống nó mặn ngon lành luôn. Bột ngọt đường mình cho 2 muỗng đi nha. Dừa thôi, đừng nhiều quá khét nha cả nhà. Dừa mới chịu á. Nãy quên nhá, ông đi mua rau sống làm chi vậy? Rau nhóc hết trơn nè. Ừ. Ê, bà cải ăn nữa, bà cải cuốn còn. Đúng gì? Rồi, cải là đưa vô đây cuốn cái này một cái vậy thôi, đúng luôn. Đi qua nhổ mớ đi. Nhổ chứ, phải nhổ thôi. Cải xanh với cải ngọt mà đưa vô đây ăn đúng bài luôn. Kẹp vô nữa là rồi, dứt nát, được không? Được. Được ở đơn á. Ủa hả? Quên. Dữ hả? Có nhớ gì đâu quên. Uống dầu mà. Chảo nó lủng giá chưa ta? Gì? Chảo nó lủng giá chưa? Giá rồi. Để giá rồi thôi. Cái này dễ thật là chảo lủng không khỏi giá. Lấy cục rác nhét vô thôi. Bậy nữa. Ông lấy cái tay ông ịnh vô vậy rác dở lên nguyên miếng da dính chỏng mình khỏi giá luôn hả cả nhà. Bây giờ đậu không? Cứ giữ. Giữ không? Ui. Giữ không? Giữ ha. Giữ. Đây giờ mình cho vô mẻ đầu tiên nha cả nhà. Đó, mẻ đầu tiên. 3 giá. 2 miếng gì? 2 giá độn rồi. Ca sĩ Quỳnh lời. 3 giá miếng dừa đường mòn xưa giá nắng dầm. Còn lắm cả nhà ơi. Đây là cái miếng này. Đó là vườn cải xanh, cải ngọt với rau dền đó cả nhà. Đó, còn đây là hành lá ông cậu mình trồng để dành clip. Đúng bài luôn mày ơi. Trời đi. Đây là mẻ thứ hai nha cả nhà. Con cá. Quá trời cá luôn. Rớt. Không có cái. Rớt nó. Nhiều quá hả? Ăn cá nhiều ăn mới đã. Mình sao bắt cực mà lúc ăn thẻo nha. Cái gum à. Mấy người ăn cực lắm chứ bắt sung sướng. Ăn cực. Ăn sung sướng. Ăn quậy nè. Đánh lên còn cái nó sánh mịn lên rồi. Mịn luôn. Mịn luôn. Nè đũa nè. Quá ngon. Hết sảy còn là 7 luôn á. À chút xíu bắt cái nồi lên nè. Để nguyên vậy luôn. Thì nè để lấy. Có món cá chiên bột, cá đồng chiên bột nha, cá Bắc Kinh chiên bột. Cá Bắc Kinh. Rồi, giờ mấy anh em, mấy cô cháu mình chiên cá chiên bột đã chín rồi nha cả nhà. Làm rồi dĩ hết nha nhà ơi, đã gì cả nhà vô dĩ nha cả nhà. Thôi ăn từ từ. Chưa làm dĩ hết đi. Ăn tấm đồ sống. Vô một miếng cả nhà ơi. Giờ mời cả nhà ăn miếng cá nha nhà ơi. Cả nhà ơi. Dạ. Quá đã rồi cả nhà, vô cả nhà. Rau miệng luôn, bà hả bự quá, miệng bị rớt rồi. Trời ơi, nói nhổ. Rồi. Con đi băng. Lụm nữa. Được không? Ăn tay luôn đi. Cá rô non, cá lòng tông bay. Cuốn kiểu này nữa thì thôi. Cá lòng tông bay, cá rô non, cá rô đồng miếng nha. Cá rô đồng cả nhà. Phi. Phi giờ vậy không á. Vô miếng dưa leo ở nhà ơi. Cầm luôn. Ừ? Cầm luôn. Cầm luôn hả? Ừ. Vậy phải không? Ừ. Ăn gì phải không? Cầm hết. Ăn cũng cầm luôn. Được, ăn được. Ngon. còn ăn được. Nói chung không? Là ăn nó cực khổ lắm. Chỉ có mấy người đi bắt không là sướng rồi. Ừ. Mấy người ăn cực. Bắt phải gu. Này là mình vô miếng cải xanh của nhà chồng nữa đó nha. Xanh sạch đẹp luôn á. Làm gì ông thằng? Góp muỗng. Xanh xanh. Rồi đám có xanh thân ngồi chiếu bông. Đó. Kêu đi ra chợ mua rau. Ra ngoài kêu cô bán con 10.000 rau xanh. Bả chữ mình mà cái nè. Nó thằng khùng rau bóng xanh. Rồi anh nhai. Rồi cái mình quê cái mình đi chỗ khác mình mua luôn. Không có trả lời không? Không. Quê rồi mình đi chỗ khác mua luôn. Nói cô bán cho 10.000 rau chín á. Không. Nó nói rau nào mà không xanh nó có. Rau mà cô bán ế nó vàng vàng đó. Rau ế nó bị vàng. Ừ. Cuốn cái coi. Cuốn cái coi. Cuốn sao? Ôi, không cuốn ra. Vô gì luôn. Vô luôn. Vô túm vậy cái nó gọn nè, khỏi cuốn. Vô hả? Cuốn luôn. Ừ. Ừ. Đó. Bự quá. Mời nhận miếng đi. Cá cuốn rau, cuốn cải xanh. Chứ không phải cá cuốn dưa leo à. Còn ngon rồi ơi. Được chưa Tiểu? Được. Bắt có một bún luôn á. Có một bún một các nhà. Nguyên đường nước mà bắt chưa được nữa, đường nước nữa. Xứng đáng đồng tiền bác gạo luôn. Dữ lắm luôn. Ông nội này ông lấy cá ông chụp cũng như giống như ông chụp dế, chụp nhái làm mà. Chụp con luôn á, mà hồi cũng cá với thịt ông chụp vậy đó. Đó là nó đi bắt cá mà như công chúa hái hoa vậy đó. Chụp mà chụp cái nào dính con nấy hả nhà? Hả? Chụp gì hả? Ờ, mà chụp cá là con chụp đều chứ. Hay quá giận. Gặp gì Hằng giống như hai ông bà đứng trên tứ kiểm mà nhìn là ông chụp cá như trừ hồi là luôn à. Tại trai nó bắt cá. Nước là chụp nó bắt cá kiểu là nó bắt cá kiểu là dùng đó. Cá kiểu là dùng đó. Mở nhà miếng nha. Vô nhà, vô miếng rau nhà. Ừ. Nộm rau không coi. Đó, người ta ăn sao hết chẳng biết. Đó. Ừ. Rau lên nè. Rau vô. Rồi nãy liên lạc ha. Nãy vô miếng rau đấy. Xếp cho. Wow. Này rau nó mua rau xanh. Rau xanh mà trời. Rớt. Tương miếng rau đi. Ừ. Mình cũng ăn rau luôn. Ăn rau bổ rau. Nói vô nhà. Dạ. Ừ. Dạ. Ngờ tôi thấy nó không được. Mà cắn miếng nhỏ rồi. Miếng mới đã. Cuốn cái làm cái nhà. Ừ. Miếng mới đã đúng không? Ừ. Wow. Trời, những sức hoài, đang thèm cũng chết gung tay cho người sức hoài. Có thêm rau vô. Không, được rồi mày. Vô nhà mở nhà miếng nha. Lấy rau nhiều vô. Cải xanh. Xanh thật đẹp luôn. Cái đám cải xanh này mà quất nó mắm bánh xèo phải nữa hao nha. À. Hết đám cải xanh luôn. Hết đám luôn. Hùng cải xanh á. Hùng cải xanh. Hùng cải xanh luôn. Được không? Vô cả nhà ơi. Được. Vô cả nhà ơi. Mọi chi tiết là mình hết, ổng chỉ hùng cải xanh thôi. Đúng. Ăn là ổng hùng luôn. Ăn mỏng chết. Ừ. Ăn mỏng chết. Ăn ổng hùng tới 2 cổ phần nữa. Tổng công ty tới 2 cổ phần. Đây nữa nè. Này cũng là một thành viên đó mà. Cha không phải thanh là cưng hủng gì lép. Dạ. Cha không phải thanh là cưng hủng gì. Ừ, em không thích ăn. Đủ ghê chưa. Mà nhà miếng cá rồi. Rồi. Dạ. Cá nó đầm. Cá còn sống vô cả rồi. Cá nó đầm. Rồi vô vị cá đã nè. Quá trời luôn cả nhà. Bảo Có ai về miền Tây ăn cá gì vậy? Nó giòn rụm luôn. Ăn tiện có cái lỗ mà bỏ tương đây luôn. Có cái đâu? Lỗ bữa hấm thịt đó hả? Rồi. Trời ơi, phải chạy quá cái lỗ. Ăn xương về toàn đúng không mấy à? Làm miếng cơm nè. Mở nhà miếng cơm nè. Cơm nhà tự nấu cả nhà. Vô cả nhà. Cơm tự nấu hả? Cơm nhà tự nấu. Ngon. Dưa leo cũng quất làm 4 không à, trẻ làm 4. Ăn cũng mới đã nè. Đâu miếng leo. Rau mua ở chợ giống thịt rau mẹ trồng à. Rau mua ở chợ giống rau mẹ trồng. Gan không khác miếng. Làm dĩa cá rồi nha. Bắp luôn. Gắn cố gắng người con. Đồ miếng nước mắm phải không? Ngon. Giòn ha. Cá giòn ha. Vô tiếp cả nhà mấy miếng cá này. Được. Cá rồi. Giòn như đây bạn. Giòn cũng lắm. Nè, cải rồi, làm miếng đi. Trong ăn cho nó hết. Ôi, đây là gấp cái này mà sao nó lâu hết quá. Rồi bắt mà riết à. Cái mặt luôn á. Đi về. Ổng rồi. Thôi quá trời nhiều rồi, thôi gì ông quê đừng bắt nữa. Bắt mà sợ nhiều quá. Bắt mà sợ nhiều quá, thôi gì đừng bắt nữa. Bắt ăn không hết, bỏ uổng, tội. Vô nhà mở nhà một cái này ha, không biết kêu cái cuốn hay là cái cụm nữa. Thôi kêu cái cụm đi, vô. Cụm rau với cụm cá. Điều là hai cậu cháu mình có lỗi với cả nhà là cái gì? Mình nói mình đi bắt ốc nha. Nhưng mà vô mình thấy cá quá trời ham luôn. Bắt cá trước. Bắt cá trước. Và bắt ốc. Rồi từ hai cậu cháu mình sẽ làm cái clip mà ốc cua vàng lụa xả, mời cả nhà với anh em mình sao nha. Với cậu cháu mình sao. Con ốc thật chịu không? Gì? Chịu có bắt con ốc nha. Có thả rồi. Thả rồi nha. Không thành nha. Ốc bự không? Bự. Ốc cua vàng mình cứ. Ốc bự không? Rồi kiếm ốc bự đó ha. Vô cá đi. Vô cá nè. Vô cá thì vô tiểu. Cá nhấp nè. Biết mà. Biết mà, phải ăn từ từ. Ăn mà cũng phải ăn từ từ nhâm nhi nữa. Ăn công chúa. Làm miếng cá rồi. Ăn thì công chúa. Rồi, về cả nhà gấp về cái trộn rau vô đây. Cái ngọn gom. Rồi tém lại gấp qua gấp lại cái trà tấn năm. Hết sảy luôn á cả nhà. Bỏ vô miệng đánh nó luôn hả anh bạn? Giờ này mấy con cháu mình mới ăn cơm chiều á. Ăn cơm đêm. Đêm hả? Nếu là ăn đêm mình ăn cơm đêm. Dưa leo cũng trẻ làm 4 không? Làm có đã không? Hả? Làm có mới đã. Nó ngọt hết luôn cái nó cải sốt mới dọn lên mâm cái nó nhảy nè ha, còn sống cải còn sống đổ dừng á, hai nồi bột bánh xèo hết đám cải xương 20 kg rau hả, 20 kg rau ăn hết rồi nổ một sống luôn. Lấy máy phát đó. Hả? Lấy máy phát rồi. Trời. Chưa nút mình xuống đó làm không? Làm chia đôi nha cả nhà. Làm cá nha. Cá giòn quá, ngon quá. Mình bận tay cái đi. Vô rau lùa cả nhà ơi. Rau lùa. Ớt cái gì? Được không? Cho em miếng em. Ở dưới đó đó. Lỡ tay. Lỡ tay nữa. Lỡ tay. Có ớt răng hương vị. Wow, nó là lỡ tay. Chiên miếng. Thôi, này cả nhà. Vậy mắm ớt. Cái này ăn ớt cơm. Lỡ tay. Thôi. Rồi. Quằn quá xem chưa nổi rớt vô rác rồi kìa. Đồ mình ăn cơm nhớt trước cả nhà ơi. Lúc mình ăn cái nào. Tôi chữ tiểu là trắng miệng thôi chưa em. Ngon thiệt. Đỡ, đỡ té luôn. Nó hết trời à. Nhâm vậy hết trời à. Đó, cốt cán hương hơn cho ăn vậy đó. Không chịu. Không ngày bữa không có hương không, ăn cá không có hương không. Nấu bữa mà ngon. Vô nhà làm cái nè, bóc luôn đi đất này hết, cầm đũa là kịp rồi, giờ bóc luôn. Bóc luôn. Bóc luôn, hết cầm đũa kịp. Ăn xong đứng dậy lấy hai tay quẹt quẹt lít nhớ nữa nó mới dốc. Rồi miếng rau luôn. Đập dơ dữ lắm. Dơ quá. Thiệt. Ăn vậy không có hai tay quẹt quẹt không cái tay làm nè. Còn vũ cái mới chịu nữa. Nè, đây nè. Ghê quá. Rồi, giống ngoại không? Hả? Giống ngoại không? Bữa sau nói thì không ai nói giống giống làm gì cái không giống nội chứ ha, làm giống ngoại không. Rồi còn miếng nước là ông nội. Ở cả nhà ăn mình ăn miếng cá này nữa cái mình cái mình tém cái nữa. Tém cái nữa cho nó dũng cái mình lủng bề cái nữa. Từ tém cái nữa. Tém cái chết luôn á. Vô miếng nhà. Tém nó là xỉu luôn. Rồi mở nhà miếng cá nữa cả nhà. Nè, ăn miếng rau nữa cái mình tém lên nữa. Rau nhà chồng. Rau nhà chồng. Rồi quẹt đít. Có hai coi làm nè. Thôi rồi ở nhà nha. Mình tạm chia tay ở đây. Còn mấy đứa ở lại gắn ăn ra hết. Mấy đứa nào ăn được, đứa nào ăn được, đứa ăn. Ăn đi. Ăn xong rồi gắn rồi. Vũ, Vũ đâu? Vũ dính vô. Vũ dính giò đùm nó luôn. Thôi. Thôi à. Tiếp hơi dài mấy cậu cháu xin kết thúc tiếp đây nha cả nhà. Cả nhà có yêu thích cậu cháu mình nhớ bấm dùm cho mấy cậu cháu mình cái nút đăng ký, bấm chuông và một cái like. Và nhớ chia sẻ cho mọi người. Like vậy nè. Và nhớ chia sẻ cho mọi người cùng xem những video của anh em mình với nha cả nhà. Mạnh mạnh lên nhà ơi. Chia sẻ mạnh lên cả nhà. Mạnh lên đừng yếu quá. Nhớ là mạnh lắm. Em mình mạnh gì đó. Cả nhà có yêu thích anh em mình nhớ là xem dùm anh em mình tí xíu quảng cáo, những thời gian tí xíu ủng hộ anh em mình tí quảng cáo nha cả nhà, để anh em mình mau có được cái mã pin nha. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà nha. Cho anh em mình ra những video hay hơn nha cả nhà. Bye bye. Bye bye.